cái cách làm bông mít ruột đỏ nó ra đồng loạt như thế nào? Đây là một cái câu hỏi rất là nhiều quý bà con chúng ta hỏi. Từ hôm nay mình sẵn ở đây đứng ở cái cây mít ruột đỏ này ra bông rất là nhiều, thì cây nào cũng như cây nào đó bà con. Nhưng bây giờ thì đứng review cho bà con chúng ta và sẵn nói cho bà con chúng ta một cái nội dung. Tại vì đi lòng vòng sáng giờ quay cũng rất là nhiều cái video ở các vườn này, kết quả sau khi mà làm bông làm trái nghịch vụ thì nó ra như thế này. Thì bây giờ mình sẽ lưu ý cho bà con chúng ta một số cái điểm mà trước khi bà con chúng ta mới lần đầu làm bông, để bà con chúng ta có được cái kiến thức để bà con khỏi bỡ ngỡ. Thứ nhất á, là trước khi làm bông làm trái thì cây chúng ta nó phải phải đủ tuổi, ví dụ như trên ít nhất là 16 tháng, 17 tháng. Đối với những cái cây 16, 17 tháng thì cái tỷ lệ ra bông nó vẫn như cây già, tuy nhiên rằng nó sẽ lâu ủ mầm bông hơn và nó lâu ra bông hơn so với những cây già. Ví dụ như cây già là cây 2 năm nè bà con, thì nó ra bông rất là nhiều và rất là nhanh. Còn những cái cây tơ thì cái thời gian ủ mầm bông, cái thời gian hóa ủ của nó cũng rất là lâu. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào quy trình trước khi làm bông làm trái thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta cắt bớt cái đọt nha bà con, chúng ta hạ bớt cái đọt lại, đó là điều đương nhiên. Rồi chúng ta tỉa những cái cành bơi đi. Người ta nói mít thì đụng cành thì chanh thì đụng rễ, thì bà con chúng ta lưu ý chúng ta hãm đọt và chúng ta cắt những cành bơi đi. Đó là cái điều thứ nhất. Và thêm nữa, trong cái quá trình làm bông thì cái bộ lá nó phải nó có cái tín hiệu và nó đỏ một phần và nó rụng cái lá già, thì bà con chúng ta cũng đừng hoang mang, đừng có sợ nha. Bà con chúng ta hiểu được cái tính chất của cái cây mít, khi mà nó đỏ lá nó chuyển hóa từ cái giai đoạn sinh trưởng sang giai đoạn sinh sản thì chúng ta sẽ yên tâm phần nào. Đó thì mình đưa cho bà con những cái lưu ý như vậy. Rồi bước vào mùa nghịch á, thì bà con chúng ta cũng biết rằng mưa nó cũng không có thuận và gió nó cũng không hòa. Sáng thì nó nắng, chiều nó mưa, thế nên là bà con chúng ta thấy lâu lâu lưa thưa vài cơn gió nữa. Thì sáng á, thì nắng nhưng mà chiều mưa, thì bà con chúng ta thấy mưa thì con rút nước ra bên ngoài ha. Rồi chúng ta sẽ nói vào cái quy trình, đó là những cái lưu ý rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái quy trình để mà nói rõ cho bà con chúng ta một chút xíu. Khi mà chúng ta bắt đầu định hình chúng ta làm, chúng ta sẽ tính những cái thời điểm nào mà giá cao. Tháng 7, tháng 8 và tháng 9 là thời điểm giá cao. Tháng 12, tháng 1 và tháng 2 là thời điểm bán giá cao. Thế nên chúng ta cũng ước lượng là chúng ta tính ha. Ví dụ như chúng ta bán vào cái thời điểm là tháng 12 đi, tháng 1 đi, ví dụ mình tính nha. Tháng 1 mà tính ngược lại nha, tháng 1 tháng 1, tháng 12, tháng 11, tháng 10 và tháng 9 thì bắt buộc là bông chúng ta ra bông vào tháng 9 thì chúng ta mới bán vào tháng 1 thì chúng ta phải làm bông là tháng 8. Còn chúng ta muốn bán vào tháng 12 chúng ta làm bông vào tháng 7 để bà con chúng ta có những cái ước lượng cụ thể. Bà con tính từ lúc nó ra bông đến lúc chúng ta bán là mất 5 tháng và chúng ta mất khoảng 1 tháng làm bông đối với cây già, còn đối với cây tơ thậm chí 1 tháng rưỡi là bình thường. Và với cái điều kiện thời tiết mà nó thuận lợi cho mình, nó ít mưa nhiều, chứ nó mưa nhiều thì thời gian ủ mầm bông nó có thể kéo dài. Thế nên những cái lưu ý mà cắt đọt tỉa cành sớm thì càng tốt nha bà con nha. Đó là những cái lưu ý cho mình sẽ đưa cho bà con. Rồi chúng ta sẽ canh và chúng ta sẽ bắt đầu làm bông như thế nào đây. Đầu tiên bà con chúng ta sẽ tưới cái xô bạch long nano xanh. Bạch long nano xanh thì bà con chúng ta canh giùm mình là cái cử lá ở bên ngoài bắt đầu là nó còn một cái lá non thôi, những cái cử lá bên ngoài nó còn một cái lá non như thế này, nó còn một cái lá non như thế này thì bà con sẽ tưới giùm em cái xô bạch long nano xanh. Bà con chúng ta tưới xong rồi á thì bà con chúng ta một ngày sau bà con chúng ta tưới thêm lần nữa rồi bắt đầu chúng ta sẽ cắt nước, chúng ta không tưới nước nha. Chúng quy trình là chúng ta xiết nước cho nó khô á thì để nó bó cái bộ rễ lại và không chuyển hóa từ giai đoạn sinh trưởng sang giai đoạn sinh sản nha bà con. Thì lúc này nó chuyển hóa thì bắt đầu á lá chúng ta sẽ nó có tình trạng là nó sậm màu trở lại và cái lá chúng ta nó sẽ có cái màu như thế này. Thì chúng ta sẽ bắt đầu phun thuốc cử một, lúc này chúng ta phun 1 kg thần bông, lúc này chúng ta phun 1 kg khó lá, 3 kg thần bông, 1 kg già lá nhanh, 1 chai thiên hương nano xanh. Em nói lại nha bà con, có khúc em nói lộn nó lại nha. Cử đầu tiên chúng ta nhìn cái tín hiệu của lá, 70% trong cái vườn của mình lá như vậy, thì chúng ta sẽ phun là 1 kg khó lá, 3 kg thần bông, 1 kg già lá nhanh, 1 chai thiên hương nano xanh. Chúng ta pha cho 350 lít nước, chúng ta phun toàn bộ thân lá cành, chúng ta phun hết toàn bộ. Đây, đó bà con nhớ nha, phun hết toàn bộ. Nếu như trời mưa thì bà con chúng ta có thể cộng thêm cái bám dính nữa, bám dính lon trải đó, chúng ta phun lên thân, lên lá, lên cành. Và bắt đầu một tuần sau,
cái lá của chúng ta, cái lá lá ngòi bên ngoài này, nó bắt đầu là nó đen cái đọt trở lại và nó thủng cái tim, nó đen cái đọt và nó thủng tim lại, và cái lá chúng ta nó sẽ già hơn một chút xíu. Thì bắt đầu chúng ta lên cử 2. Thì cái cử 2 của chúng ta thì khoảng 1 tuần hoặc là có thể có khi là 10 ngày nha bà con, chúng ta không có vội nha bà con nha. Nó làm bông đồng lọt là nó vậy đó, chúng ta không có vội. Chúng ta phải chờ cái tín hiệu của lá, đó, lá nó chuyển từ từ ông này sang rồi em chuyển từ ông này, thì cử 2 chúng ta sẽ bắt đầu 70% trong vườn của mình là mình có thể phun được rồi. Thì bắt đầu mình sẽ phun cử 2. Cử 2 của chúng ta sẽ là 2 kg thần bông nha, 2 kg thần bông, 1 kg già lá nhanh, 1 chai thiên hương nano xanh chặn đọt, chúng ta pha cho 350 lít nước, phun cũng toàn thân toàn lá nữa. Rồi, chúng ta sẽ chờ. À, chờ cái lá bên ngoài nó giòn hết, nó xào hết cái lá như thế này. À, chờ nó xào hết lá như vậy thì gần như là tự động ở bên trong nó sẽ ủ mầm bông. Vậy trong suốt cái hành trình mà trước khi mà chúng ta phun cái cử 3 là chúng ta phun cái thần bông và siêu kích bông ở bên trong khi nó nhú cái hạt gạo chúng ta phun. Nhưng mà chúng ta phun kết thúc với cử 2 rồi mà lá có nhiều khi trời mưa nó nhiều nó đi nữa thì chúng ta phải làm sao? Thì chúng ta sẽ có thêm những cái kỹ thuật, cái ứng dụng chúng ta, ví dụ như lá nó còn mơn mởn mởn thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải phun thêm một cái cử là già lá rất nhanh cộng thiên hương nano xanh, có nghĩa là chúng ta phải bằng mọi cách phun thêm cái cử già lá nhanh cộng với thiên hương nano xanh cho nó đứng cái đọt lại, cho lá nó già thì bông ở trong nó sẽ bắt đầu có hiện tượng đi ra nha bà con. Thì bà con chúng ta sẽ thấy cái lá chúng ta nó già hết rồi, chúng ta sẽ phun cái cử là 1 kg thần bông cộng với 1 chai siêu kích bông, mà chúng ta pha cho 200 lít nước, chúng ta phun trực tiếp vào ở trong trong cái dạ cành ở dưới, chúng ta phun phớt lên đó, chúng ta phun từ ở trong thân, chúng ta phun ở những cái vị trí cành hóa gỗ, và chúng ta phun để làm gì? Để nó tập trung và nó đẩy cái mầm bông ra, nó kích được cái bông ra đó bà con nha. Lúc này thì chúng ta cũng chưa tưới nước nha, còn nếu như mưa kéo dài thì bà con chúng ta chịu khó là pha cái bám dính siêu keo mono vô để cho nó bám dính nha bà con. Còn mà nếu như nước nó nhiều ấy, bà con chúng ta chịu khó là mưa chúng ta rút nước ra và chúng ta cạo hết những cái lá mà nó rụng để cho vườn chúng ta nó không có ẩm độ. Đó là cái quy trình mà chúng ta làm bông, thì bà con chúng ta lưu ý. Thì trong suốt cái quá trình mà làm bông á, thì bà con chúng ta cũng chịu khó là tương tác với Willow Farm, thì các bạn chuyên viên cũng tư vấn hỗ trợ cho bà con chúng ta một cách tốt nhất trong suốt cái quá trình mà làm bông làm trái. Thì cái vườn này làm bông xong rồi thì mình cũng ghi nhận lại cái kết quả để mà mình quay cho bà con chúng ta xem một cái dữ liệu sau khi làm bông làm trái, thì trái nó khá là nhiều và đi tiễn trái. Thì bà con chúng ta thấy cái tỷ lệ trái ra như thế này cũng rất là ok rồi. Thì đấy, bà con chúng ta có thể thông tin những cái số điện thoại hotline ở trên màn hình thì các bạn chuyên viên tư vấn và hỗ trợ cho bà con chúng ta và gửi cho bà con chúng ta cái quy trình. Thì nãy giờ mình đứng ở một cái cây mít thì mình quay thôi, nhưng bây giờ thì mình sẽ đi nhiều cây mình quay cho bà con chúng ta xem một chút xíu. Nhưng mà đây bà con chúng ta kêu ảnh lựa cây ảnh quay ha, nhưng không, thực tế là nó không phải vậy, tại vì mình muốn là đứng một cây mình quay để cho bà con chúng ta nhìn thấy là cái kết quả và nó không có bị rung màn hình ha. Cũng như là bà con chúng ta hình dung này. Một số bà con chúng ta làm bông mít đó ra trái á, nha bà con chúng ta thấy này, là những cái cuốn nó dài đó, bà con chúng ta thấy này, có những cái cuốn nó dài từ đây tới đây này bà con thấy không? Đây, nó vẫn nuôi trái to trái bình thường nha bà con. Giai đoạn này chúng ta thúc trái mà chúng ta nuôi bằng cái xô nuôi trái mít rồi. Thì giai đoạn này là chúng ta đã nuôi trái rồi. Đó, review cho bà con chúng ta xem là cái kết quả mà sau khi làm bông làm trái. À, mới nãy đứng một cây để diễn tả cho bà con chúng ta coi cái đọt, chúng ta coi cái lá, mà nếu như toàn bộ cái đọt mà nó đứng hết như thế này là cái tỷ lệ ủ mầm bông ra rất là thành công nha bà con. Còn ở trên đó bà con chúng ta chịu khó là chúng ta cắt đọt bớt nha bà con nha. Cái vườn này là cắt đọt cũng hơi trễ mà ở trên này bà con nói này. À, cắt mà còn tiếc đó. Nó ra bông ra trái là ra ở những cái cành xà ngang như thế này, cành thấp chứ nó không có ra trên cao đâu. Nên là bà con chúng ta để trên cao á là cái gió nó lùa nó ngã trái, thì bà con chúng ta thấy này. Đấy, đi một cái video thì cũng quay cho bà con chúng ta xem một chút xíu khi mà kết quả sau khi mà làm bông làm trái. À, nó cũng ra bà con chúng ta thấy này, trái này là đảng tiễn rồi, nhưng mà còn cái cây này mình cũng diễn tả cho bà con chúng ta xem chút xíu này. Cây này là mình chưa tiễn, tại vì mình để mình quay phim xong là mình có một cái quay video nữa là mình tiễn trái cho bà con chúng ta xem. Để trái nó khá là nhiều thế nên trái nó cũng hơi nhỏ nè bà con chúng ta thấy này nha. À, chúng ta tiễn trái thì trái chúng ta nó sẽ to hơn, và cái bộ lá chúng ta nên phun cho nó già lá nếu như mà có hiện tượng đi đọt. Còn dưới đất thì chúng ta tưới cái xô nuôi trái. Ok, còn bây giờ thì bye bye bà con, chủ vườn anh hú rồi. Ok, bye bye.